Số điện thoại tự thành 0888 888 888, 888. Cứ hễ ai sở hữu đều có kết cục bị thảm. Những tượng là một số điện thoại đẹp hiếm có, ai sở hữu sẽ vượng phát nhưng ngược lại, những điều xảy ra khiến cho người ta gọi đây là số điện thoại tự thành. Không chỉ tại Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới, việc sử dụng một số điện thoại đẹp, đặc biệt là những số điện thoại có một số lặp lại, được nhiều người vô cùng yêu thích và đây được coi là số điện thoại đẹp, hiếm, phong thủy sẽ giúp cho người sở hữu có nhiều may mắn, vượng phát trong sự nghiệp và cuộc sống. Không chỉ dễ nhớ, đây cũng là những số điện thoại ấn tượng, do đó có giá không hề rẻ. Thường sẽ là đại gia triệu phú và luôn thu hút sự tò mò của công chúng. Tuy nhiên trên thế giới lại có một số điện thoại tưởng chừng như vô cùng đẹp lại trở thành một nỗi ám ảnh. Và đó chính là số điện thoại 0888 888 888 được phát hành bởi công ty viễn thông Mobitel tại Bulgaria. Số điện thoại này có liên quan đến hàng loạt vận rủi khiến cho những người sở hữu nó đều rơi vào hoàn cảnh bi đát, qua đời một cách bi thảm. Do đó nó được mệnh danh là số điện thoại tử thần hay là số điện thoại bị nguyền rủa. Người chủ đầu tiên của số điện thoại này là ông Vladimir Garno, là một cựu giám đốc điều hành của công ty điện thoại di động và viễn thông Bulgaria Mobitel. Chỉ một thời gian ngắn sau khi sử dụng số điện thoại này, ông đã qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2001. Khi đó chỉ mới 48 tuổi, một độ tuổi còn khá trẻ. Sau đó có một tin đồn nói rằng căn bệnh ung thư của ông là do một đối thủ kinh doanh đã sử dụng chất phóng xạ. Sau đó số điện thoại này lại được chuyển đến tay của ông trùm mafia Kostatin Dimitrov tại Bulgaria và không thoát khỏi lời nguyền của số điện thoại ma ám. Ông lại bị một sát thủ đơn độc ở Hà Lan đã sát hại vào năm 2003 trong chuyến đi kiểm tra đế chế buôn lậu ma túy trị giá 500 triệu bằng anh của mình. Ông Kotatin Dimitro qua đời ở tuổi 31, bị bắn khi đang đi ăn với một người mẫu xinh đẹp. Khi đó chiếc điện thoại vẫn còn trong túi của ông. Người ta cho rằng kẻ đứng sau vụ sát hại này là các trùm mafia Nga, những kẻ luôn kèn tị với hoạt động của ông. Tiếp theo sau đó, số điện thoại cực đẹp và hiếm này lại được chuyển cho vị doanh nhân bất động sản giàu có, Contatin Direl, và cùng chịu chung số phận với hai nhân vật trên. Anh ta lại bị bắn chết bên ngoài một nhà hàng Ấn Độ ở thủ đô Sofia vào năm 2005 sau khi tiếp quản đường dây buôn bán ma túy. Trước đó thì Cotazin Duel đã bí mật điều hành một hoạt động buôn bán ma túy lớn. Anh ta bị ám sát sau khi số ma túy trị giá 130 triệu bảng bị cảnh sát chặn lại trên đường từ Colombia và Bulgaria chỉ trong vòng 5 năm. Ba người sở hữu số điện thoại bị nguyên rủa trên đã chết theo những cách khác nhau. Kể từ đó thì lời đồn về số điện thoại này lại càng được lan truyền và trở thành một huyền thoại, đến nỗi không ai dám chi tiền để sở hữu nó nữa. Người ta tin rằng bất cứ ai sử dụng số điện thoại này đều sẽ gặp kết cục vô cùng bi thảm. Cuối cùng, công ty điện thoại và viễn thông Mobitel đã quyết định chấm dứt hoạt động của số điện thoại vĩnh viễn. Kể từ đó, những cái chết liên quan đến số điện thoại này cũng chẳng còn nữa và dần trôi vào quyền lãng. Đến ngày nay, nếu có người vào gọi vào số điện thoại này, với má vùng 359,